Sao rồi, sao rồi, sao rồi, kể nghe coi. Ê, cho bà nó cục quà vậy, nói nghe coi, chuyện sao rồi? Nói gì? Thì nói cái chuyện anh có chịu hẹn hò với bà không? Ừ. Sao tự nhiên nó cục quà vậy bà nội? Nè, nước nè, uống đi, nè. Ê, ê, có khi nào á bà bị anh chàng kia điểm trúng huyệt nào nên bị mất cục quà không? Không có đâu, anh Tấn Trung anh đàng hoàng lắm. Ảnh ngồi đó, anh ngồi yên đó thôi à. Trời ơi, xin lỗi nha, chưa chắc à. Đàng hoàng á là đối với bà, nhưng mà đối với cô nàng Lam Anh nhà ta thì khác à nha. Nè bà coi, một người mẫu kem hấp dẫn như Lam Anh vậy á, thì làm sao mà kiềm chế được cái ngọn lửa tình đang vùng vụt cháy trong lòng của Tấn Trung nhà ta, phải không Lam Anh? Bà nói tầm bậy tầm bạ không à. Trời ơi, chắc tại vì ăn kem lạnh nhiều quá nên mới bị nó cục đúng không? Cho đáng đời bà nha. Người ta nói á, tham thì thâm, ngồi với trai lạ mà đi ăn kem á, thấy sợ luôn. Chỉ có bà thôi á. Thôi đừng có trách Lam Anh tội nghiệp mà. Chẳng qua cũng chỉ vì muốn giúp bạn thôi. Giúp á hả? Chưa chắc à nha. Hồi nãy bà không thấy hả? Quảnh tù tì với tôi, ăn tôi hai con mắt sáng rỡ ra thì có. Cái này á gọi là mê trai, độc chiếm được anh chàng Tuấn Trung rồi hả, xài mình luôn. Sao? Hả? Bà đúng là thừa gió bẻ măng. Sao rồi? Ai vậy? À, anh Tấn Trung. Alo, dạ Nhã Trân nghe ạ. Nhã Trân đang ngồi trong quán cà phê với hai cô bạn đúng không? Ờ, anh đang ở đâu vậy? Tôi ở chỗ của tôi. Ai? Anh nào? Ai vậy? Tấn Trung. Anh vui không? Rất tiếc là em kẹt công việc cho nên là không tới gặp anh được. Anh thấy bạn em sao? Cho nói chuyện cho. Nhã Trân không nên làm như vậy. Nhận định của Nhã Trân là anh đến đây ngay để mong gặp em, nghĩ là em đang cần gặp anh, có những khó khăn cần anh phải dàn xếp vụ này và giúp cho em được ổn thỏa. Nhưng không ngờ anh đã bị dội một gáo nước lạnh. Em xin lỗi, nhưng mà em hoàn toàn không có ác ý, anh hiểu mà. Anh rất là thất vọng. Sau những hy sinh của anh vì em muốn làm một điều gì đó để cho anh cảm thấy nguôi ngoai, nên em mới giới thiệu Lam Anh bạn em, để biết đâu anh sẽ có một người bạn gái. Nhưng anh không cần bất kỳ ai thương hại và thông cảm. Anh không thiếu những người bạn gái ở bên Mỹ và kể cả ở đây. Nhưng họ không phải là em, họ không thể nào thay thế được em. Em xin lỗi, nhưng mà em chỉ muốn làm một điều gì đó để đền đáp lại cho anh thôi. Không ai có thể đền đáp cho anh trong vụ này ngoài em. Nhưng em đã thuộc về người khác rồi. Lẽ ra khi em làm điều này, em phải hỏi ý kiến của anh, xem anh có chấp nhận hay không. Em xin lỗi, em không nghĩ là anh lại bị sốc như vậy. Em chỉ muốn có một cái gì đó vui vẻ, dí dỏm, vô tư hiện diện giữa chúng ta thôi à. Nhưng anh không muốn mang cái mặc cảm bị người ta cười vô mặt mình. Em khiến cho anh rất thất vọng, dù mục đích của em là rất tốt, như em vừa nói. Em xin lỗi anh. Nghĩ lại em thấy mình nông cạn quá. Và rất trẻ con nữa. Dạ. Phải, em rất trẻ con. Nhưng mà anh đừng có giận đứa trẻ con này lâu nha. Giận em anh chỉ bị thiệt thòi thôi. Anh sẽ bị già và xấu đó. Để em báo anh một tin vui nè. Tin gì? Làm anh nhà Bảo Châu, bạn em nói anh rất là dễ mến và đẹp trai. Nhưng không bằng anh Hoàng Nam của em. Ủa, gì vậy? Tự nhiên cúp máy ngang à? Tại bà đó. Tôi đang nói xạo ổng, tự nhiên chụp điện thoại làm gì vậy? Tôi có biết đâu. Thank you.
Cô ơi, cho tôi hỏi phòng nhân sự ở đâu ạ? Lầu 6. Sự khác biệt làm nên phong cách của công ty chúng tôi. Hèn gì, mới bước vô đã thấy khác biệt thiệt. Anh trai. Gì? Đi dự thi tuyển người mẫu phải không? Không. Chứ anh vô đây làm gì vậy? Nộp hồ sơ. Đẹp trai. Cao ráo như anh. Vô đây mà thi người mẫu hả? Đậu chắc luôn. Tôi thi người mẫu làm gì? Làm gì quậy ghét. Trời đẹp trai quá. Anh kia, anh đi đâu vậy? À, tôi đi nộp hồ sơ. Hồ sơ ở đâu? Thi người mẫu hả? Tôi tốt nghiệp quản trị kinh doanh mà thi người mẫu làm gì? Vậy rốt cuộc anh muốn làm gì? À, tôi đọc báo á, được biết là công ty đang tuyển tiếp thị với lại phó phòng trưởng phòng, cho nên tôi... Thôi được rồi, anh đưa hồ sơ đây. Anh vô trong ngồi đợi nha. Dạ, cảm ơn. Anh trai, sao ngồi đây dọ, đợi em nào phải không? Tôi không có giỡn nha. Làm ghê vậy? Giỡn chút xíu không được thôi. Trời ơi, làm như đẹp lắm vậy. Học cái trai này thôi, kiếm trai khác. Xin mời anh Hoàng Nam. Dạ, cảm ơn. Mời anh. Cảm ơn. Chào bà giám đốc. Anh lại đây. Đi chậm chậm thôi. Đứng lại. Rất tốt, rất hoàn hảo. Mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn bà giám đốc. Tôi đã đọc hồ sơ của anh rồi. Anh tốt nghiệp loại giỏi. Rất tốt. Vậy nguyện vọng của anh là gì? Một công việc phù hợp với khả năng của mình. Ok. Anh đã có công việc rồi đó. Tôi nhận anh. Cảm ơn bà giám đốc. Tuy nhiên, có một vài việc mà anh cần phải thay đổi. Dạ. Xin bà giám đốc cứ hướng dẫn cho. Thứ nhất, anh không nên gọi tôi là bà giám đốc, tại vì tôi chưa có gia đình. Tôi hiểu rồi, thưa cô giám đốc. Anh thông minh lắm. Thứ hai, tôi biết anh rất tự hào về vẻ bề ngoài của mình. Anh đẹp trai, nhưng mà đây là công ty thời trang, cần phải thay đổi về cách ăn mặc sao cho phù hợp. Nhưng mà không sao, sẽ có người lo cho anh việc này. Dạ, cảm ơn cô giám đốc. Nhưng mà cụ thể là tôi làm công việc gì ở trong công ty này? Anh sẽ làm trợ lý của tôi.
em nghe nè. Alo Nhã Trân hả? Em đang ở đâu vậy? Em đang ở công ty nè, với lại Lam Anh và Bội Châu. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở công ty thời trang tương lai. Anh báo cho em tin vui nè. Tin gì? Anh đã được nhận vào làm việc ở công ty tương lai rồi. Anh muốn gặp em. Không có vui. Vậy thì anh tới công ty Đại Phát đi. Em, Lam Anh và Bội Châu đang có mặt đầy đủ ở đây nè. Mình hẹn chỗ khác đi. Anh không muốn tới đó. Tại sao? Công ty nhà em mà. Tụi em sẽ phụ trách phòng tiếp thị. Lẽ ra anh không nên tìm việc ở một công ty khác. Anh sẽ có một vị trí thích hợp ở đây. Em đã tính hết cho anh rồi. Nhưng anh không thích làm ở đó. Anh không thích cái gì được sắp xếp bởi bàn tay người khác. Cho dù người đó là em đúng không? Anh xin lỗi đã làm phật ý em. Tuy nhiên anh không muốn có mặt ở công ty Đại Phát. Vì còn một lý do quan trọng hơn. Nhưng thá thế nhỉ. Em hiểu. Anh không muốn ba em nghĩ là anh tới công ty làm để đào mỏ. Anh thích tự lập hơn. Em cần phải hiểu cho anh điều đó. Nhưng bây giờ em cần gặp anh ở công ty. Em muốn cho mọi người thấy anh. Em à, có cần thiết vậy không? Cần. Bởi vì điều đó chứng tỏ tình cảm mãnh liệt của chúng ta. Anh phải đến đó. Thôi được rồi, anh sẽ tới. Khi nào tới, nhá máy cho em xuống nha. Ừ, anh biết rồi. Chuyện gì vậy? Anh Hoàng Nam mới xin được việc làm ở công ty mới. Cái này là phải khao đó nha bà. Khao gì? Hai bà đừng có thừa nước đục thả câu nha. Câu gì? Câu được gì? À, câu được anh Hoàng Nam. Bây giờ tôi sẽ đưa hai bà tới nhận nhiệm sở ngay ngày hôm nay, gặp tổng giám đốc công ty Đại Phát. Sao gấp quá vậy? Hai đứa tụi tôi chưa chuẩn bị gì hết á. Lá đơn xin việc cũng chưa có nữa. Nè, bà làm tụi tôi ngợp rồi đó nha. Gì đâu mà mới đi tham quan mấy phòng ban với phân xưởng chưa kịp ráo mồ hôi gì hết. Bây giờ lại đi trình diện giám đốc. Ê, vậy sao bà không dẫn tụi tôi đi vô phòng tài vụ lãnh lương luôn vậy? Hôm nay là ngày tốt, đi làm lấy ngày thôi, hồ sơ bổ sung sau. Trưởng phòng tiếp thị nhận là được. Biên chế phòng tiếp thị có hai phó. Hai bà làm phó cho tôi là được rồi. Nhã Trân, tôi tóp vụ này giùm tôi cái. Trời ơi, bà làm tôi chóng mặt quá rồi đó. Làm gì mà lẹ dữ vậy? Chưa thử việc, chưa tập sự mà đã nhảy lên phó phòng rồi. Coi chừng bị người ta dị nghị đó bà. Ồ, đúng rồi đó. Ê, hay là trước mắt á, cứ để tụi tôi làm nhân viên trước đi. Rồi khoảng 6 tháng sau, bà coi tụi tôi có làm được không? Rồi bà hãy tính tiếp với tụi tôi. Chứ bây giờ bay với tốc độ như tên lửa giống như vậy á, tụi tôi nghi tụi tôi đứt bóng sớm quá. Làm gì là không chờ đợi cơ hội thuận lợi tới với mình. Phải tìm kiếm, phải chớp lấy cơ hội trước. Qua 6 tháng biết bao nhiêu là thay đổi. Đời là vô thường mà. Bà tính sao bà? Sao tính bà? Lộn, bà tính sao? Trời đất. Mang tiếng là tốt nghiệp đại học kinh tế, chuyên ngành quản trị kinh doanh, mà không làm nổi phó phòng tiếp thị. Thôi, hai bà về lấy bằng vô đây. Lấy bằng làm gì? Nộp cho công ty hả? Trả lại cho nhà trường. Công ty Đại Phát không nhận những người yếu bóng vía như hai bà đâu. Thôi mà mệt bà quá. Tôi nhận được chưa? Tôi cũng nhận theo. Vậy mới là bạn tốt của Nhã Trân chứ. Cái mặt một cây làm chẳng nên nơn. Ba cây chụm lại không thành hết trơn. Gì trước quốc vậy? Vô duyên dễ sợ. Vô đi. Con dắt Lam Anh nhà Bội Châu tới nè ba. Con chào bác. Dạ con chào bác. Ngồi đi à. Tụi con. Dạ. Bác khỏe không bác? Bác vẫn bình thường.
À, hai phó phòng tiếp thị mới đây phải không? Dạ, hôm nay con đưa bạn con tới nên ba ra quyết định đó. Nhà Trần đã quyết định rồi á, thì bác phê chuẩn ngay. Ê, dạ. Chúc mừng hai phó phòng mới của công ty Đề Phát. Dạ, cảm ơn bác. Dạ, con cảm ơn bác nhiều ạ. Uống nước đi tụi con. Dạ. Dạ chào anh. Anh vào gặp ai? Dạ tôi gặp cô Nhã Trân. Anh tên gì? Dạ Hoàng Nam. Thôi được, anh vào đi. Dạ cảm ơn anh. Nè. Dạ. Bắt đầu từ bây giờ tụi con chính thức là nhân viên của công ty Đại Phát rồi đó nha. Dạ, tụi con cảm ơn bác nhiều ạ. À. Dạ, vậy thôi, bây giờ tụi con xin phép bác ạ. À. Dạ, con chào bác. Dạ, dạ con đi luôn nha bác. À, Nhã Trân, chào bác chút. Hai đứa ra ngoài đứng đợi Nhã Trân chút nha. Dạ. Dạ, dạ con chào bác. Đi trước nha. Dạ. Cái gì vậy ba? Tấn Trung không nói gì với con sao? Dạ, không. Nói gì vậy ba? Tối nay Tuấn Trung bay về Mỹ rồi con. Ủa sao anh không nói gì với con? Để con liên lạc với ảnh thử. Con nên tiễn Tuấn Trung. Bà biết nó rất yêu con. Không hiểu tại sao hai đứa lại không tiếp tục. Dù sao bà cũng mong một ngày nào đó hai đứa sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Con cũng rất quý mến anh ấy, nhưng hôn nhân tình yêu lại là chuyện khác. Ba yên tâm đi, chắc chắn con sẽ đến tiễn ảnh mà. Con đi nghe ba. Ừ. Không ngờ công ty Đại Phát lại lớn như vậy. Thực ra đi làm quản trị phải ở công ty quy mô như vậy mới đáng. Thỏa chí tung hoành. Alo. Dạ, thưa chú, con mới thấy thằng Nam. Nó đang ở đâu? Dạ, nó mới vô công ty mình. Bám chặt nó, con nói dở trò gì? Dạ. Cậu Sơn, lên gặp tôi gấp. Dạ. Bây giờ anh là trợ lý giám đốc công ty thời trang thì lên giám đốc mấy hồi, đúng không? Mà nè, anh Nam mà lên chức giám đốc công ty thời trang thì chết em Nhã Trân nhà mình đó nha. Lúc đó mấy em chân dài dây quanh anh Nam. Trước sau gì thì... Thì sao? Thì cũng mất dạng chứ làm sao. Quên đi. Còn Phia, tình yêu của chúng tôi là vĩnh cửu. Nghe chưa? Tôi chắc... Tuấn Trung à,
Con qua bên đó có chuyện gì nhớ điện thoại cho mẹ liền nha. Liền sao được, bà phải để con nghỉ ngơi một chút xíu chứ. Bay một mạch cả chục tiếng đồng hồ chứ ít sao. Qua tới bển nghỉ khỏe gọi lại cho bà mấy hồi. Em thương con chứ bộ. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con qua tới bên đó vô nhà đầu tiên con sẽ gọi cho mẹ liền. Nhưng mà mẹ nhớ bắt máy nha, không là con buồn á. Anh chị sắp xếp công chuyện qua Mỹ thăm cháu một chuyến đi, sẵn tiện đi du lịch luôn. Anh chị nè, tôi du lịch Mỹ đang khuyến mãi nên người ta đi nhiều lắm đó. Nè, năm tới qua Mỹ chú sẽ đến Cali để gặp con đó. Khi nào bác chuẩn bị đi á, bác gọi điện thoại cho con nha, để con đón bác. Tất nhiên rồi. Ờ, anh à, Nhã Trân tới rồi. Dạ kìa. Ba má, con chào hai bác. Chào cháu. Nhã Trân, xin lỗi anh, em tới trễ. Có gì đâu, quan trọng á là em đã tới đây được rồi. Sao kỳ vậy ông? Kỳ cổ gì, ai biết bữa nắng nay mưa, ai biết được. Anh đi mạnh giỏi nha. Ờ, em không hỏi là chừng nào anh về hả? Em biết chắc anh sẽ về mà. Thôi, con đi nghe ba mẹ. Con đi nghe ba. Được rồi, con đi đi. Con chào ba, chào mẹ. Dạ, con chào hai bác. Chào con. Anh đi nha Trân. Con đi mạnh giỏi nghe. Cảm ơn bác. Nè, qua bển nhớ ăn uống cẩn thận nghe chưa? Con biết rồi. Bye bye ba mẹ. Giữ sức khỏe nghe con. Tạm biệt mọi người. Anh thấy các cô gái này như thế nào? Đẹp không? Dạ họ rất đẹp, rất chuyên nghiệp. Vậy anh có thích họ không? Theo nghĩa nào? Đêm nay trên một chiếc giường chẳng hạn. Chỉ sợ nói cô không tin thôi. Nhưng mà anh chưa nói. Tôi không thích. Anh có phải là đàn ông không? Sao vậy? Nhìn tôi giống đàn bà lắm sao? Tôi thì tôi không nghĩ như vậy. Nhưng mà anh làm tôi ngạc nhiên đó. Vì tôi không thích phụ nữ đẹp và hấp dẫn giống như vậy, đúng không? Như vậy là anh đã có câu trả lời rồi mà. Thật ra tôi đang thích một cô gái. Và tôi sẽ không thích một người phụ nữ nào khác ngoài cô ấy đâu. Vậy người phụ nữ may mắn đó là ai vậy? Anh chưa lập gia đình mà. Tôi vẫn còn độc thân. Vậy người phụ nữ kia là dì của anh? Chưa phải là vợ, chị chưa cưới. Nhưng nói chung là trên mức bạn bình thường. Như vậy là già nhân ngại, non vợ chồng. Câu đó rất hay, nhưng mà tôi không sử dụng trong trường hợp này. Chúng tôi không phải vậy. Nãy giờ anh đã chấm được người nào chưa?
mỗi người một vẻ, nói chung là tất cả đều đẹp. Anh chỉ là trợ lý của giám đốc thôi, chứ chưa thể nào làm ban giám khảo được. Tôi đâu có tham vọng chấm điểm ai đâu, tôi chỉ cảm thụ họ thôi. Tôi xin phép ra ngoài một chút nha. Ủa, anh ra ngoài làm gì? Tôi chóng mặt quá. Nhưng mà anh không được đi về đó. Cô yên tâm đi, tôi chưa thể về khi cô chưa cho phép tôi. Gọi đi, gọi đi, gọi, gọi đi, gọi. Ê, tụi bay, thằng Nam kìa. Giờ sao anh? Bây giờ anh tính sao? Anh muốn tôi xử nó khô hay là ướt? Bây giờ xử khô thôi, nhưng mà từ từ, chưa phải lúc. Ừ. Anh buồn ngủ hả? Hay là anh về trước đi? Tôi buồn ngủ thì, nhưng không sao, tôi không có thói quen đi về trước khi buổi diễn chấm dứt. Anh nghe nè. Anh làm gì từ chiều giờ mà không điện thoại cho em? Anh bận đi công tác với giám đốc. Anh định chừng nào xong việc rồi anh mới gọi cho em. Anh xin lỗi nha. Hình như giám đốc của anh là nữ phải không? Bà hay cô? Là cô, anh nói với em rồi mà. Thôi đừng có nghi ngờ anh nữa được không? Thôi em ngủ ngon nha, đừng có mộng mơ nữa ha? Chào anh. Ngủ ngon. Quá ra anh lấy cớ ra đây là để đùa giỡn với một em nào đó à? Thưa giám đốc, cô ấy là vị hôn thê của tôi. Vậy sao trong hồ sơ của anh ghi là còn độc thân? Ừ. Tại vì chúng tôi chưa làm đám cưới mà. Tôi chỉ đùa với anh một chút thôi, làm gì mà căng thẳng vậy? Anh đi với tôi. Đi. Đi làm cái chỗ gì đâu không biết, kêu vô công ty làm nhất quyết không chịu. Người gì đâu mà lì lợm ngang bướng dễ sợ luôn à, cứ hoài mà không nghe. Ủa sao anh đi xa tôi quá vậy? Dạ, tôi vốn là người sợ ma nên mới cần anh đi cùng. Anh đi như vậy thì cũng như không. Ở đây đông người vậy mà cũng có ma sao? Có chứ, nhất là ở trên lầu nè, tôi gặp hoài à. Mà anh có sợ ma không? Có ma đâu mà sợ, ma chỉ là sự tưởng tượng của những người yếu bóng vía thôi, quan tưởng. Anh nói tôi quan tưởng hả? À, tôi cũng có ý đó. Kể ra thì tôi cũng quan tưởng thật. Đã 40 tuổi rồi mà vẫn muốn làm bạn với người trẻ tuổi hơn mình. Đã vậy mà
Anh ta còn đẹp trai và còn quyến rũ nữa chứ. Tôi nghĩ là tình yêu không nên phân biệt tuổi tác. Anh thấy tôi có gì sai? Tôi nghĩ là không có gì. Nhưng quan trọng là anh ta có biết tình yêu của cô dành cho anh ta không? Chắc là không. Vậy theo anh tôi phải làm gì? Rất tiếc, tôi không phải là chuyên gia tư vấn về tình yêu. Vấn đề này tôi không rõ lắm. Tôi cũng nghĩ vậy. Anh vốn là người không có khiếu về vấn đề này. Anh không cảm nhận được tình cảm của một người phụ nữ đã dành cho anh. Cô nhận xét về tôi rất đúng. Ê, cô, cô có sao không vậy? Cô ổn không? Tôi chóng mặt quá. Chắc là cô làm việc quá sức rồi. Tôi mệt quá. Anh đưa tôi về phòng một chút được không? Phòng nào? Đó. Cô cẩn thận đó. Cô ngồi xuống đây đi. Cô thấy sao rồi? Cô có mang thuốc theo không vậy? Anh có thể vuốt ngực cho tôi được không? Không thể được. Anh hãy giúp tôi đi mà. Mà giúp cái gì mới được chứ? Thì hãy vuốt ngực cho tôi nè. Không được, tôi không thể. Nó ra kìa. Đi. Tôi mới chặn nó lại đi. Dạ. Nhớ lời tao dặn, chỉ đánh vằn mặt thôi nha. Dạ. Đi. Có chuyện gì vậy? Ca lại. Mày không cần biết ông nội của mày là ai. Ca muốn gì? Xin tiêu quyết được không? Mày sợ rồi phải không? Nếu sợ thì quỳ xuống. Xin hứa từ nay sẽ không quấy rối con gái của ông Lâm nữa. Mai ra tụi ta còn thương tình tha cho mày. À, thì ra ông ta muốn tụi bay hành hung tao. Hay. Đã vậy, tao liều sống chết với tụi bay. Nói, ai muốn tụi bay hành hung tao hả? Tao đã nói rồi, chính ông Lâm chủ công ty Đại Phát. Đại ca, do tụi em kẹt tiền xài quá nên tụi em mới làm liều thôi. Không ngờ đại ca dữ quá. Đại ca tha cho tụi em lần này nha. Đại ca, tao không muốn nhìn mặt tụi bay lần nữa. Biến. Dạ, cảm ơn đại ca. Cảm ơn đại ca. Hai thằng gà mơ, chuyện gì làm cũng không xong nữa.
Mày sợ rồi phải không? Nếu sợ thì quỳ xuống. Xin hứa từ nay sẽ không quấy rối con gái của ông Lâm nữa. Mai ra tụi tao còn thương tình tha cho mày. Nam à, chị à, mời chị ngồi. Bữa nay nhà cúng ông Địa có xôi chè ngon lắm nè. Nam ăn cho vui à, cảm ơn chị. Bữa nay sao Nam về trễ quá vậy? Bộ đi làm tăng ca hả? Dạ. Ủa sao giờ khuya rồi chị chưa ngủ? Tôi chờ Nam về đó. Nam ăn đi nè, đừng có để đến ngày mai. Có nước cốt dừa đó. Dạ dạ. Cảm ơn chị à, chị ăn cho vui. Thôi Nam ăn đi. Nam ăn có ngon không? Ừ, dạ ngon. Ủa mà Nam, tay Nam sao vậy nè? Bị quẹt xe thôi chị ạ. Để Bích coi coi. Có đau không? Hơi hơi. Trời ơi. Thôi để Bích về nhà lấy dầu thoa cho Nam nha. Thôi không sao đâu chị ạ. Không sao gì, không sao. Chờ Bích chút xíu đi. Qua liền hả?